mà em gửi lại tấm ảnh ướt. Yo, hello, xin chào các bạn, mọi người, chúc mọi người có một hôm nay thứ mấy nhỉ, vừa đi làm về thứ bảy vui vẻ. Ui, đợt đầu tháng tôi nhận ra tôi bận bịu vãi đái, thì đi nhiều như kiểu mình là KOL thật sự ấy, đéo phải. Tự nhiên là dạo này còn đi đóng, còn đi quay các kiểu con mệnh, càng ngày càng thấy mình bận rộn, thật là dã man. Lần đầu tiên tôi đi quay các bạn ạ, mới đi Sài Gòn 3 hôm về, đi quay TVC đủ má lần đầu tiên. It's my first time đấy, đóng TVC các kiểu đấy. Không, đây có thể là sẽ là mở đầu cho những cái kiểu cái TVC trong tương lai. Sau này tôi có thể đóng quảng cáo cho SH này, Lip, you know I'm saying, Calvin Klein hay là cái Gucci, Louis cái gì đấy, đúng. Hoặc là tôi có thể đóng phim đấy. Mỗi cái là mình phải thử một tí, luôn luôn phải thử những cái mới, các bạn hiểu chưa? Vãi cả lều luôn, lần đầu tiên đóng luôn. Nhưng mà công nhận là đóng mấy cái này mệt vãi lều. 6 giờ sáng hôm kia tôi phải dậy, không, thực ra là 5 giờ đấy. Bọn tôi là có 4 người đi này, có tôi, anh Khoa đấy, Bông Min với cả anh Quang đi đấy, phải dậy 6 giờ đấy. Còn đấy là bọn tôi là diễn viên làm chính phụ đấy, còn diễn viên chính đấy, có anh Chris với anh Độ, thì cái đây là đơn giản của FC Online rồi nhá. Đấy thì hai anh chính ấy thì phải đến sớm hơn bọn tôi một tí là 11 giờ trưa, còn bốn anh em bọn tôi là phải đến từ 6 giờ đấy, qua hết buổi sáng. Còn anh bọn tôi thì về 5 giờ chiều, còn mấy anh em kia là về muộn hơn đấy. Nói chung mà làm sếp nó cũng có thích của làm sếp thật đấy chứ. Đấy rồi sẽ quần chúng giỡn chơi hoài, tôi đóng chính đấy đấy. Để cẩn thận lúc nào lên clip mà thấy anh đẹp dài, cẩn thận tranh giành chèm giết nhau đồ má. Em 6 giờ anh chạy make up đá bát phở, mẹ em diễn như là Johnny Sin luôn. Anh nhầm, ý là kiểu diễn quỷ như là tôi cũng tặng được, tôi cũng đéo biết đâu, nhưng mà trông tôi có tiểu phạm thì đéo nào chứ. Đóng cái cây ven đường nó sẽ là cây ven đường vai lêu thật, mẹ em nhân vật chính đấy, combat bro. Em nhìn bát phở thì anh chắc anh phải nuốt luôn cái tô. Không có, hôm qua là anh bóp cái tương đen xong tự nhiên chị Loan chụp lại trông kiểu gì ấy đấy. Trong hôm qua nói chung là đoàn tôi để lại 10 bát, nhưng mà có nhiều người không định ăn đấy, tôi cảm thấy quá phí. Thế nên là sau khi ăn xong một bát phở bò, tôi ăn thêm một bát mì bò đấy. Nói chung là tại vì tôi sợ kiểu đấy, người ta đã mang thịt bò rồi, phở tươi, mì tươi, hành nước các thứ ra nấu, nhưng mà đoàn này có không ăn đấy, tôi phải ăn hộ bát nữa, thể hai bát dã man thật. Thế mà hôm nọ lấy Thái về, mình quyết tâm với cả bản thân mình là đủ má, mình sẽ ăn ít để giảm cân rồi, thế nó hốc vật vã, thế nó mới chết người thật chứ. Không được rồi, từ mai là em đẹp phải ăn được cái gạo lứt đấy. Sau đến cuối năm nay, hôm qua có người bảo tôi là anh giảm xuống 60 cân thì đẹp đâu mà, nhưng mà con trai nha, à không phải con trai mà chị make up hay sao. Ở không, hôm mà tôi đi mấy hôm có bà chị make up cute lắm đấy, nó cứ mấy tiếng kiểu bán nhỏ con xong bà cute lắm, mà cứ mấy tiếng lại bán cầm tờ giấy ra thầm đâu mà đâu. Holy shit đấy. Người khác đúng không, khi mà kiểu kẻ mắt đúng không đấy, thì nhắm mắt lại nhá, mẹ riêng em đẹp đấy, phải mở mắt ra nhìn bạn ấy xem bạn làm nào đâu mà chỉ ở thợ bro, no one same bro. Ngủ sớm hôm qua 2 giờ tôi đã ngủ rồi. Yes sir, hôm qua đi nhậu với cả anh mấy anh em tí. Hôm qua gặp anh Hiếu các bạn ạ, hôm qua anh Độ với anh Hiếu tâm sự sâu lắm, tự nhiên đang ngồi uống rượu với nhau, tự nhiên anh Độ nhìn anh Hiếu chứ, Hiếu mày nghỉ tập rồi đúng không, mày nói thật đi. Thế trong lúc say anh Hiếu cũng kiểu chất vấn lương tâm mình, và anh Hiếu cũng kiểu nghĩ một lúc, tao nghỉ rồi đấy. Thế là bắt đầu vào một cái cuộc trò chuyện đấy, là ngày xưa anh Hiếu tập là vì sao, tại vì là anh Độ là định gạ anh Hiếu boxing nè, đúng không, định gạ anh Hiếu boxing đó. Thế là anh Hiếu có động lực tập, xong anh Độ không đánh boxing với anh Hiếu nữa, anh Hiếu cảm thấy buồn mà đấy. Thế nên là hóa ra là cái lỗi mà anh Hiếu không giảm được cân là do anh Độ, các bạn có thấy hợp lý không? Nếu như mà anh Độ vẫn đập bốc cả anh Hiếu là đó, là anh Hiếu có động lực tập ngay. Thế bây giờ đấy, chúng cách duy nhất để anh Hiếu có thể giảm được cân là anh Độ phải đập bốc cả anh Hiếu. Ui, nếu như mà có cái điều đấy xảy ra, ủa tôi muốn xem vãi lều, tôi không biết là ai sẽ thắng nhở. Các bạn nghĩ không, nó rất là content thế kỷ, tôi nghĩ nó phải 200.000 view bro, god shit crazy, đúng không các bạn, đúng không? Đấy, em đang buồn, anh có thể làm em vui được không? Buồn cái đầu tao, hôm qua đi nhậu với cả làng quỷ đây, tí có ảnh đây này. Mà đang ngồi tự nhiên bảo là hôm trước một người trong làng quỷ bảo hôm trước anh Ma Vương follow em, mẹ buồn cái đầu ấy. Xong lại còn bảo là đi Úc cùng nhau cái lờ gì đấy, mẹ bố mà cũng chỉ mong mày buồn thôi, mày thích con thơ thuyền ở đây không? Tao nắm bắt rõ được tình hình như này, đừng để tao phải lên đây tao bóc trần sự thật. Bà mày nếu có thằng nào buồn mà đi follow con gái nhà người ta ở cái lùm mẹ được hứa hẹn. Thằng sáu em về Việt Nam, thằng bảy em sang Úc, giờ đi cùng nhau hẹn. Tao còn nhắn tin. Mẹ buồn cái đầu bìu, vui chết mẹ ra, tao mới buồn đây này. Tao buồn vì có thằng em mà, hóa ra là nó thằng em tao, nó bảo là chuyện gì nó kể ở tao. Thế nó kể, thế mà nó kể cho tôi có mỗi việc nó còn chụp ảnh này, nó inbox nó chụp ảnh là em lấy lại được 60.000 đô của em rồi. Đấy xong rồi nó nói chuyện con gái nó đéo kể cho tôi. Mẹ tao thất vọng với thằng em. Mày đéo coi tao ra gì, chịu thôi.
để ý mà tao talk sâu thế nào, cho tao tập trung nào. Đấy, thấy chưa, hôm qua là anh tôi mấy tìm con ảnh ngày xưa, nói chung là hai anh em nói vui miền Tây chụp ảnh gần nhau ha. Đấy, you know what I'm saying bro, anh em 2019, you know what I'm saying, refund Rambo, tên for it. Đấy, kiểu kiểu đấy các bạn ạ, cũng giống nhau, đúng không các bạn? Đấy. À, hôm trước tôi mới được tặng cái, hôm trước tôi mới được tặng cái gối, đâu mà hàng xóm mới chia tay tặng tôi gối ạ, chắc là để gối đâu ở nhà tôi rồi, hàng xóm trêu thật, cảm ơn bạn hàng xóm nhá. Ok. Đi sớm mai hôm đấy tôi đi sớm 11 giờ tôi bay. Ôi, hôm đấy tôi gặp một chuyện đủ má bùng binh phát cả đồn không ạ. Hôm đấy là nhá, là hôm trước là BFC Online book cho tôi thì 3 ngày trước khi mà bọn tôi đi ấy. Đấy là tôi được giao một nhiệm vụ. Đấy, sếp thì là bay buổi sáng, sếp là làm xong rồi sếp bay luôn. Anh Độ ấy là 8 giờ anh Độ đã bay rồi. Anh Độ vào trước, anh Độ còn chụp ảnh hay là cái gì tôi không rõ, là việc của anh Độ, còn bọn tôi là chỉ có đi vào hôm đầu thì bọn tôi free. Thế nên là chị Trang thì có em bé đúng không? Thế là không, nói chung là bay mình thì vẫn được. Nhưng mà không nên. Thế là bọn tôi mà chị, anh Độ bảo chúng mày bay cùng chị Miu đi. Thế bọn tôi mới tìm vé. Thế hôm đấy tôi nhắn em sau lại đặt cho tôi. Xong rồi đấy, lúc đầu định 10 giờ, 1 giờ chiều nó qua lại chốt là 11 giờ. Xong anh Khoa cũng 11 giờ. Thế là xong tôi nhắn chị Miu là đấy, chị đặt đi. Đấy, tôi gửi mã vé. Thế chị Miu thì các ông biết rồi đấy, bên hệ sinh thái Missy Gaming có một brand là Missy Vivu. Đấy, sẽ khiến tất cả các chuyến đi của bạn trở thành dễ dàng. Các bạn không cần nhức đầu ấy lo toan về việc đặt vé như nào, ở đâu cho hợp lý. Đấy, có được cái giá thành rẻ nhất nếu như mà các bạn có nhu cầu mua vé máy bay hay qua Missy Vivu. Đấy, thì bộ phận đấy đúng không? Là đặt vé cho chị Miu. Đặt vé cho chị Miu. Thế nhưng mà tuy nhiên khi mà tôi nhắn cho chị Miu thì chị Miu là bảo: "Ê, đụng má sao tao không thấy cái chuyến này nhỉ?" Thế mình mới hỏi lại bên thế là mới hỏi bên đầu kia thì bảo là ui chuyện này hết vé rồi. Thế là thôi xong. Thế nhưng mà tầm 2 tiếng sau lại có một chỗ nhả ra rồi. Thế là xong, chị Miu biết như thế cũng giao tiếp với cả anh Độ đúng không? Đấy, kiểu như thế. Thế là tôi bảo FC Online, FC Online nhắn cho tôi: "Ui còn đúng một vé. Đẹp có muốn mình đặt hộ luôn chị Miu không ạ?" Đấy, xong tất nhiên là bọn tôi đặt vé chị Miu thì bọn tôi phải chuyển khoản đúng không? Đấy, tại chị Miu không làm job, thế mà ok đặt luôn. Thế tôi gửi căn cước cho bên FC Online rồi. Thế chị Miu bảo là hỏi tôi đặt được chưa? Tôi bảo đặt được rồi. Thế là ok. Nhưng mà tuy nhiên, chị Miu bảo anh Độ: "Ôi em đặt được ở chỗ bên này rồi." Thế đội tưởng bảo đặt ở chỗ khác, quay nhắn ngược lại cho FC Online: "Ôi, Miu nhà anh đặt được rồi nhé, không có đặt nữa đâu." Đâu? Thế là cái hôm buổi sáng này tôi ngồi taxi tôi như chảo dầu, cái lủng mã hóa ra là ra sân bay, chị Miu ra trước nửa tiếng không có vé bay. Bro, thế là tôi cảm thấy kiểu tôi đéo biết mình còn ôm. Thế là tôi biết là tôi tưởng là xong xuôi hết rồi. Xong tôi còn nhắn, tôi còn hỏi lại chị Miu là ủa là người ta tự book ạ. Xong chị Miu hiểu nhầm ra nghĩa khác. Cái gì? Ừ đấy. Hôm tôi lúc đó chiều tôi cũng đi tập gym. Xong buổi đêm tôi còn hỏi anh Độ là anh ơi chị Miu tự book rồi, được rồi mà đúng không? Thế là tại vì FC Online nhắn lại cho tôi là anh Độ bảo là chị Miu tự book rồi. Thế là tôi mới kiểu tôi mới kiểu yên tâm. Má 9 giờ hôm sau chị Miu hỏi: "Đẹp ơi, mày gửi vào có vé người ta bảo ủa cái lùm gì nhỉ?" Tôi chết con mẹ, thế là tôi đéo biết phải lỗi tôi không, cái lùm ma nó bùng binh quá ấy. Thế mà chị Miu bảo không phải lỗi mày đâu, không sao má, mày chị Miu không kể sếp à, không hay chị Miu có nhỉ. Thế tôi sợ bị chửi vãi lều thế, nhưng mà hình như tôi cũng đã cố gắng hoàn thành hết bổn phận của mình rồi. À, thế là bên FC bảo ồ thế là có làm sao không. Thế lúc đầu là chị Miu định ra sân bay, xong chị Miu thuê cái phòng nghỉ như kiểu cái con nhộng gì ở Vietnam Airlines ấy. Đấy, định ngủ đấy 3 tiếng, xong rồi chiều đi 1 giờ. Cái chuyến 10 giờ hôm đấy thì bị delay xuống 11 giờ cũng hết mẹ chỗ. Đấy, xong lúc chuyến 11 giờ hết sạch chỗ luôn cả thương gia. Hồng tự nhiên chị Miu định mua vé 1 giờ rồi. Thì 30 phút sau viện Vietnam Airlines: "Chuyến đách và chị còn đúng một chỗ." Ở đâu mà thế là tự nhiên mọi gọi như là cái nỗi lo trong tôi nó tan biến. Chứ bây giờ đúng không? Đấy, từng nghĩ lại 3 ngày trước sếp bảo làm chúng mày bay cùng chị Miu đi, xong tự nhiên thế đéo nào. Ừ, mặc dù biết là nó cũng mất khả kháng thôi, nhưng mà tự nhiên lại chúng chị lại để chị Miu bay một mình lúc 1 giờ thì đúng là mình bú lờ. Đấy, thật là sợ quá. Thế là may quá là vẫn còn chuyến các bạn ạ. Thế là bay đến đây. Thế là đi vào. Thế là chị Miu đi vào cùng tôi, đi vào thì thấy anh lớn cao lãnh đang ngồi ăn phở với cả em boy, đang ngồi ăn phở như xuống chỗ số, chỗ ổ số mà. Đang ngồi ăn phở với cả em boy đấy, hôm đấy còn kiểu ra hơi muộn ấy. Đấy, tại vì là ngồi giải quyết vé chị Miu, xong vào có anh Khoa tự nhiên bảo: Mày ăn gì để ăn đặc cho đâu mà để mút ngay một bát phở đặc biệt của anh Khoa ngọt như mía lùi không có tiền. Ha ha, tuyệt vời quá. Đấy, như thường lệ là vẫn phải ra làm bát phở hết mấy. Thế cả các bạn là một tuần vừa rồi tôi ăn 4 bát phở sân bay này, con lùng em điên mẹ mất. Đấy, đông lần này anh Khoa cũng dẫn luôn cả bọn em boy baby với cả chị Trân đi Sài Gòn luôn. Chị Trân thì ở Sài Gòn với em boy.
Đấy, tại vì chị Trân là tháng sau là hình như là chị Trân sinh rồi. À xanh rồi, đẻ rồi, đúng không ta? Thế là đấy, hốc xong rồi lên máy bay thôi. Đây em Boy này. Sorry, tiếng Việt lỏ. Ê, nhưng mà thằng Boy này nhá, nó kiểu nó nhìn tôi nó chỉ thích lúc tôi mà cởi kính ra tôi đeo vào thì nó cười thôi. Còn lại tôi gọi Boy ơi, nó nhăn như con khỉ xong nó quay đi. Có mạng trông mình gớm thế vậy hả? Hay là mình bình thường mình cũng nhớ trẻ con quý mình lắm mà ta. Đây, nhưng ông nhìn mắt thằng Boy này, nó nhìn tôi trông như kiểu mẹ anh này mẹ lưu manh ấy. Ấy nó có sự dè chừng nhất định hay là do tôi xấu trai nhỉ? Đấy, tức là như nào nhỉ? À do xấu trai à? Không, nhưng mà ví dụ mà tôi tháo kính tôi hù nó, tôi trốn thì nó cười lắm nhá. Đấy, nhưng mà bình thường tôi gọi Boy ơi này, nó nhăn như khỉ đây này. Chắc thằng này nó không quý tôi rồi. Đây. À đấy, nó cười này. Thấy chưa? Đó, không có khinh nha, cười với anh đẹp nha. Đấy, xong rồi đây. Bọn tôi hôm đấy là tôi ngồi cạnh chị Miu, còn lại là Bô ngồi tít ghế dưới cơ. Đấy. Anh gì cơ? Mặt anh Hải á, đâu có, không hiểu sao luôn. Đó, xong rồi bay thôi, bay 2 tiếng. Tôi vừa lên máy bay cái tôi ngất luôn. Đấy, hôm trước là tôi thế đấy, 4-5 giờ sáng tôi ngủ được có mấy tiếng. Lên tôi dạo này đi máy bay cứ đi Hà Nội Sài Gòn đúng không? Hay kể Thái thế lên máy bay ngủ phát mở mắt ra đến sướng vãi lều thề. Chuyện gì? Ui. Đồ má vào Sài Gòn nó nóng dữ như trời. Hốc cà qua và Trang Miu. Anh Quang Bạch chủ đầm tôm. Chị Miu hip hop. Lần này đi thì bên Epsilon book cho tôi ở quận 3. Còn anh Độ thì ở quận 1 tất nhiên. Nhưng mà công nhận đi vào nhá. Cái hôm tôi đi ở Hà Nội đang mát. Đang rất mát luôn. Là hôm thứ 7. Độ áo động. Mãi hôm nay thứ 7 mà cái đồ má đẹp mà nó kìa. Má xong đi vào Sài Gòn đồ má nó nóng. Nó oi. Cảm giác mày nó khó thở. Nóng như cái lò. Nóng như cái lò. Đấy. Cái lại khác nhau. Cứ tưởng vào đây là chưa nổi cuộc tình rồi. Hít tí nắng nhưng mà hơi nhiều nắng các bạn ạ. Hơi nhiều nắng các bạn ạ. Đấy, xong các bạn nhìn tôi này. Mẹ lúc đến trông ngốt vãi cả lìn không? Trông như con khỉ độn thế các bạn ạ. Thế là bọn tôi phải chạy ngay vào khách sạn. Đầu tiên là bọn tôi đưa chị Miu về khách sạn đã. Xong rồi mới về khách sạn của bọn tôi. Mới về khách sạn của bọn tôi trông tôi như con khỉ độn, nóng đéo chịu được. Đây nhưng mà chị Miu thì tất nhiên sếp là khác đúng không? Thì bình thường tôi cũng hay ở này chỗ này, nhưng mà lần này anh em ở hết ở bên cái gì khách sạn tên là Cetadin cái gì quận 3 ấy. Mà lần trước bọn tôi đi sự kiện Epsilon có book ở đấy, thế tôi ở đấy luôn. Lần đầu tiên tôi đi qua cái đường mà tôi không vào. Đấy. Bình thường tôi toàn ở Nico này, lần này có mỗi chị Miu cả sếp thôi. Không, hôm qua tôi đi qua Nico massage với cả chị Miu. Nhưng mà đúng đợt này Nico hết sạch phòng. Quá cả lều, từ lúc đầu chị Miu còn rủ tôi ở đây đấy chứ. Nhưng mà hết sạch phòng luôn, éo còn cái phòng nào cứ đủ má. Hôm qua tôi với cả chị Miu là tôi quay xong chị Miu đợi đúng không? 6 giờ chiều định về khách sạn massage nhưng mà có bạn hết mẹ chỗ các bạn ạ. Bãi lèo. Thế là này đi trái luôn massage thì cả, mà các bạn biết rồi đấy, tôi chỉ massage trong khách sạn thôi, tôi không đi thứ vô bổ đấy, không như kiểu là tôi đi với cả chị Miu cho công comment minh tâm đủ mà lỡ đâu chị Miu nghĩ tôi bệnh như thế thật sao. Không có nha mọi người, em đẹp là chỉ kiểu đấy ở trong đấy đâu, mọi người cứ nói thế. Ví dụ chị Miu đọc được bảo là thôi mày không phải giấu, ok trông em giống một người như thế lắm mà không có đấy. Thì vào cái khách sạn cũ lần trước là chụp cho các bạn rồi đúng không, thế nên cũng chả có gì cả. Xong rồi cái phòng tôi ở tầng 2, Bông Mai ở tầng 8, anh Quang ở tầng 5, nói chung là chả đồng đều gì cả. Đấy, mỗi người ở một tầng. Thế là xong rồi mọi người quyết định là chọn hết phòng tôi để fitting. Đấy, buổi chiều thì fitting trước để ngày mới hôm sau quay. Tôi không hiểu là cái trang phục lần này, các bạn hôm qua thấy cái ảnh tôi ăn phở không? Xong bảo là anh này xong có người email cho tôi bảo anh ơi anh bị ngáo à, sao giờ này anh lại mặc áo len? Con mẹ mà anh đéo phải ngáo đâu chứ mà anh gọi là anh hết mình vì công việc. Bên hãng người ta bảo mặc thế mà ở trong nhà máy xong rồi quay thì sao chứ mẹ, đúng là anh có bị ngáo chó đâu mà anh tầm đánh mặc áo len phải mặc quần dung làm gì mà mày cũng phải email tao đủ mắc, nhưng mà không dừng lại đấy. Hôm nay xóa một cái rồi xong rồi tự nhiên buổi chiều đây tôi nói thật này, tôi không biết tôi lỡ có ai như tôi gặp trường hợp này không, nhưng mà dạo này tôi gặp một trường hợp creepy vãi. Đây tôi cho các bạn này. Không, nhưng mà đối với bạn gửi cho tôi những email này nhá, tôi không biết là như nào, nhưng mà ví dụ bạn thích tôi là như nào, nhưng don't get upset though. Here is this girl though. Đồ ma, what the fuck this. Đây email này, dev love gạch dưới mi này. Đồ ma hollow bro, I'm tripping. Thật sự luôn. Đồ ma nó trip vai. Here look at this. 53 email. Bro, what happened. Đây này, xong cứ email cho tôi này. Cậu đã sách xong chưa? Bất tử mà, phim sách là thứ khiến cho cơ bụng của tôi sinh tồn hoạt động. Ê cô mà, what the fuck. Khổ thân thi, làm idol xong bị trai nó tán, lại có thư mời cưới. Cái gì, what the fuck am I watching? Yo, bồ cố tình khiến anh Độ ngạo, what the fuck? Em không phải là xin lỗi, lỗi lầm của anh nên tôi sử dụng một phụ đề
phụ nữ để chiến đấu chống lại tình bạn. What the fuck am I watching, bro? Thằng này là thằng quỷ dữ vừa bị ban trong Discord. Yo, what am I watching? This man on crack, bro. Yo, that shit scary as fuck. À, thật rồi, quay trở lại talk show đấy. Thế là mọi người fitting đồ ở phòng tôi đúng không? Lúc đầu là tôi định tôi người ta đưa tôi quần bò thôi, nhưng mà tôi mặc quần bò trông tều phạm quá. Thế là tôi lại lấy quần nhung này. Má đọc xong sợ ngá, có gì đâu. Ấy, nhưng mà chiều hôm đấy là fitting xong rồi em đẹp có đi cắt tóc. Đi cắt tóc với cả bên chỗ em đẹp hay cắt, tại vì là tóc thì cũng đéo phải dài đâu, mới làm được một tuần à. Nhưng mà đi vào vẫn phải gọt lại tí lên hình cho nó nét. Lỡ đâu mình cứ kiểu gọi như là tôi là lần đầu tiên tôi đi đóng TVC của FC Online nhá. Cắt hai bên rồi. Đấy, xong rồi anh qua kể chứ. Ui, anh không biết lần này như nào. Lần trước nhá, anh đóng TVC của FC Online nhá. Ui, có bạn nữ. Ui, xinh lắm. Hồi đấy là hồi khoảng 5-6 năm trước rồi. Đấy, anh hồi đấy còn chưa quen vợ anh. Ui, có cảnh còn ôm luôn. Thế là tôi bảo tuyệt vời quá. Thôi bây giờ anh em, đấy anh bây giờ lớn rồi. Em đây nè. Đó, em vào bây giờ thời anh qua. Đến lượt em mà rồi thế. Em rồi có thế, thế nên là phải tu start tí. Đấy, thôi đi. Sau rồi vào đóng hôm sau vào đóng TVC các bạn. Có mà đéo có nữ nào. Đâu má đi cắt tóc làm gì trời. Có chị make up này, có chị Thảo FC Online. Ở đấy thì là vợ của anh Hiệp rồi. Đâu má đéo có ngoài luôn. Đâu má đi cắt tóc chi đéo hiểu luôn. Shit bro. Nhưng mà vẫn đi cắt tóc các bạn ạ. Có cắt xong tự nhiên thấy cái gương zoom vào. Thế là nghĩ bụng mà đổ má sao góc phải trông mặt mình là chân là lướt thế nhở. Mình nhớ bình thường mặt mình trông như người ta. Thế nhìn lúc ấy cũng tặng được. Thế là update off chi các bạn ạ. Đâu má. You know what I'm saying bro. Chị nào kia còn lại mấy cha. Tôi thấy anh Ben comment đây là bà chị gội đầu cho tôi. Bà chị này là vợ của ông cắt tóc cho tôi. Què, không phải là chị nào. Tao đi cắt tóc nam, tao đi cùng chị nào. Nó làm cái gì à mày. Ví dụ tao có người yêu đúng không. Ví dụ tao có người yêu đúng không. Đấy, những lúc mà tao đi cắt tóc là để ở nhà hay là cho người ta đi làm cái gì khác. Mới bắt đi đợi tao cắt tóc đó trời. Bro, what the fuck. Đúng không. Đây nè, cái bà này là cái bà gội đầu rửa mặt cho tao nè. Đó, mà bà là vợ của cái ông cắt tóc của tao. Ui, hôm qua cắt vuốt xong nha chị còn bảo chứ. Ủa mát đâu. Cái lồng hoa mày đừng dọa tao mày. Vai lều thật. Đấy. Thế là con bảo ôi đẹp trai quá. Thằng ăn cái gì mà nó trắng. Đâu mà tao nghe xong tao cảm thấy là thật tuyệt vời. Ô anh ơi thằng này nó trắng dữ ha. Má đẹp trai quá. Damn bro. I'll be like yo. Chị đúng là có con mắt nhìn à, không mày điên à. Tự nhiên tao luyến về tao đẹp trai làm lìn thì trong khi hàng ngày tao lên kênh chat lúc nào kênh chat bảo tao như lờ đúng không. Tao làm sao tao phải tự luyến có thì tao mới nói. Tự nhiên tao nghĩ ra hay bây giờ tao phải nhắn tin cho ông thợ cắt tóc bảo là có phải vợ anh hôm qua thấy em trắng và đẹp trai không. Mà em thấy trông tao như lờ tự nhiên tao chắn làm gì để confirm lại đâu mà what the fuck. Trêu à. Đấy xong cắt tóc xong thì tôi tự nhiên chị mới gọi alo đang đâu ấy. Tôi bảo dạ em vừa đi cắt tóc về. À, 5:30 thì cũng được nhưng mà tóc xạ dạo được mèo mó con không. Tự nhiên bây giờ một ngày mình đi ra ngoài đường ai cũng biết là mình bình thường, tự nhiên một lời của người khác đéo có biết người ta y thật ý không, nhưng mà người ta khen mình một cái tự nhiên mình cảm thấy vui chứ đúng không, cảm thấy vui chứ đúng không. Đấy nhưng mà từ đó chị Trang gọi tao bảo đang đâu đấy, bảo em vừa đi cắt tóc về, đang đâu tao đói quá tao không đợi tối được, đi ăn bao gì đi. Đấy, thật tôi phóng một phát về bao gì luôn. Lúc đó tao bảo chị Trang ok 15 phút em về đủ má. Là đầu tiên tôi đi tầm khoảng 5 giờ rồi. 5 giờ chiều Sài Gòn, má nó tắc vai. Thế tôi đi khoảng 40 phút mới về đến. Tôi cứ tưởng trước đây tôi cứ tưởng nhá là tôi toàn ra Sài Gòn vào lúc buổi đêm này hoặc là buổi trưa này. Ui, Lim à. Ôi trời ơi, ngọn gió nào đưa Lim qua đây vậy. May quá anh tên Hoàng chứ nếu mà anh tên Hải lại rất hối hận rồi. Con mẹ, cảm ơn Hà Lim nhá. Cảm ơn Hà Lim nhiều, thank you. Đấy mà đấy tức là tao đi một phát 40 phút mới về. Lúc về mọi người ăn xong hết mẹ rồi. Đấy anh Quang còn phải về sớm này, anh Quang buồn ngủ quá. Thôi anh Quang bảo là thôi bây giờ quay trả tiền đi. Đấy tôi nhá, tôi hôm qua tôi định lịch thiệp rồi. Đấy có chị Miu này, có bông Minh ở đấy. Tôi định trả tiền tôi đến muộn. Thế uầy. Thế nếu mà anh tên Hoàng thì mình có một tia hy vọng le lói nào không hả Lim? Nếu như thế em thấy sao nào? Thì để em biết sẽ thì nhót trêu à. Các bạn phải để bạn ấy nói chứ đúng không? Người ta không giống như công. À cái gì? Còn mày làm thế thì thôi luôn. Ui đây này, gọi một quả trà ô long. Oh má, vừa đi Thái về mới hứa với bản thân là sẽ đéo ăn đồ béo nữa. Cái gì tự nhiên anh bông mai lại bảo ô có nước cả trà ô long ngon lắm. Trà sữa ô long nhưng mà nó còn có lớp kem chi xong rồi đường cái này đường gì nhỉ? À, bệnh quá. Đường trưng.
À đâu, nó khó chứ. Nó trong creme brulee nó là đường gì nhở? Nó là đường gì nhở? À không, không phải đường vào tim đâu. Đấy, má uống cái này nó ngon vai liều. Chưa kịp ăn đâu đớp nửa cốc. Đấy, xong anh Quang về trước, có mỗi tôi với cả anh Ngọc. Theo chị Miu bảo chứ. Xong bảo là, lâu chị Miu bảo chứ. À, hóa ra mày up story mày đi IRL là mày đéo muốn đi ăn với bọn tao. Bọn tao đéo đủ tuổi đi ăn với mày vỡ kìa. Thế chị như nào cũng như. Đấy, tao bảo em nhá, là em định này 6:45 là em đi ăn cái bao di này với mọi người. Nếu mà chị có thể đợi một tiếng thì em có thể IRL từ đây. Xong mình để đi shopping. Xong rồi mình mới gặp anh xong rồi buổi đêm em mới đi uống rượu cả mấy ông anh kia. Đấy, nhưng mà chị Miu bảo là chị Miu 5:30 chị Miu đói quá là chị Miu không mấy được. Đấy, thế là mình đi ăn trước chứ. Thế xong rồi chị Miu với cả Bông Min là về khách sạn của tôi. Đấy, chị Miu thì về nghỉ một tí, Bông Mai thì phải sạc tí pin. Xong tôi về lấy đồ luôn, tôi đi stream. Tôi cứ tưởng Sài Gòn ok, tôi test từ phòng tôi nhá. Tôi test từ phòng của tôi. À, đấy, đồ ăn này, bao thịt nướng ngon. Tôi chả biết là ở đâu Hà Nội có bán như này nhá. Má, bao nhiêu cũng có Hà Nội nhỉ. Ăn này ăn sáng là tuyệt vời đấy. Đấy, ăn thế thôi. Đây là khách sạn tôi ở này. Đấy, xong lúc tôi về. À, cái này buổi tối rồi. Đấy, xong rồi xong thì đi gặp Obito. À, Obito nó hứa với cả tôi tặng cái CD đánh đổi. Xong rồi ký tặng anh đẹp cái chuyện đâu. Má, xong rồi nó ngồi nhá. Hôm đấy lúc sau họp anh em ngồi nói chuyện thoải mái. Thì Obito bảo đâu má, bảo em mới ra cái nó là như kiểu tổ chức mới. Nó gọi là cái gì ta? Từ nhá, nó gọi là cái gì? Bảo là anh có muốn gia nhập không? Đâu má. Chứng tỏ là Obito cũng nhìn ra cái chất rap của trong tôi. Đây là trong hội đấy toàn rapper, nhưng mà ví dụ mà tôi được vào chắc chắn là tôi rap phải hay rồi nó mời vào, chứ không nó bảo là anh tuổi đúng không? Từ nha, cái hội đấy gọi là gì kìa? Circle Rest. Ờ đúng rồi, Circle Rest, you know what I'm saying? Thế là tôi phải debut với cả mấy anh em bài rồi. Sao lại gì? Anh lại xã giao? You kidding okay. Me bro? Hell no bro. Tìm mấy ngày không có đẹp có ổn không á? Không. Nó làm bạn với cái tay phải quá nhiều rồi. Tối nay tôi phải dẫn nó đi ăn thôi các bạn ạ. Chết người đấy, thằng ấy sắp sản con mẹ đá rồi. Mấy ngày nó cứ xem phim chiến tranh, xong rồi nó ngồi uống sữa. Mẹ với cả gọi như là ăn thịt chó, chết sớm thôi. Không mấy được, tôi phải đi vỗ lại cái heo thì cho nó ngay. Không được bro, you know what I'm saying. Đây là cái CD Obito tặng tôi này. Ui. Ủ má, các bạn nhìn cái effort nó tạo ra không? Này, nó ký cho tôi, nó ghi chữ tặng đẹp con mạnh là đéo thằng Adis nào mà nó tâm huyết cho thằng ấy luôn. Đấy, xong rồi đớp xong đúng không? Thì tôi với cả mấy ông này đi ra một cái quán gọi là quán Lost Mạc Thị Bưởi. Chỗ này nó nhạc nhẹ nhẹ, ngồi uống rượu. Đồ má, thế là tôi bình thường tôi đéo hay uống rượu, tôi đéo biết uống gì. Thế là thằng Obito bảo, anh uống thử cái special drink của em không? Tức là cái đồ uống đặc biệt, nó là cái margarita đéo gì ấy, ở vị nó lạ lạ, cam cam. Bà mẹ đã đéo uống rồi. Xong nó gọi cho mình cái margarita của nó, mình cứ tưởng margarita mà em nhẹ nhẹ thôi. Đồ má, tu phát say vãi. Để đủ à, vãi lều thật đấy chứ. Má, xong uống cái đồ thằng Obito say vãi lều. Xong 12 giờ tôi phải xin về. Nhưng lúc tôi định về, đấy tự nhiên có một ông anh đấy lại đang đi với cả anh Độ. À, xong rồi có một người biết ông anh ấy, xong lại biết cả tôi, xong chụp ảnh tôi gửi cho ông anh ấy, xong anh ấy kể cho anh Độ. Anh Độ hôm sau lại hỏi tôi, hôm qua mày đi uống rượu đúng không? Ấy, gặp em nào? Đâu mà không có, trời đất ơi. Đi gặp anh là có anh Richie. Mày đến cái quán này nữa. Là còn bùng binh nhảy không hiểu đâu. Thế không biết anh Độ lại nghĩ gì. Bảo thằng này có một ngày vào Sài Gòn thôi, tao ở đây mà nó dám lộng hành. Trời đất ơi, không có. Vãi lều thật chứ, ngồi với cả anh chị với cả Obito mà không có lộ. Đấy, thế là nhưng mà mình vẫn chưa biết là thông tin là ai. Đấy, thông tin là ai các bạn ạ. Đấy, xong hỏi lúc đâu má, nó bùng binh ở chỗ nữa. Hả? À, bùng binh ở chỗ nữa là đấy, bảo con em gái anh. Tôi thì tôi cũng như ba người tò mó ha. Tôi hỏi xem bảo tôi hỏi là Richie, ê, anh biết đây không? Đâu quá nhỏ này, ngày xưa nói chuyện đâu. Motherfucker, this world crazy bro, I ain't talking nobody no more bro, hell nah gì đâu fuck. Thế là thôi, tôi đâu má, tôi đi về thôi, nothing bro. Đấy, có mỗi mấy anh em bọn tôi ngồi lúc đầu đi ăn không có, lúc sau Siki ra tôi chụp phải hơi mờ. Không, trên iPhone thì đỡ hơn, nhưng mà con mẹ trong này mờ thế. Đấy, có Richie với cả Vũ bên này phát thanh thôi. Đấy, xong rồi 12 giờ về thôi. Xong rồi hôm sau 5 giờ tôi phải dậy rồi. 5 giờ em đẹp phải dậy, phóng một phát ra quận Thủ Đức. Đâu má, lần này quay ở tít Thủ Đức các bạn ạ. Hơi xa một tí, đi khoảng 8 cây. Thế là lần đầu tiên tôi đi về quận Thủ Đức, tôi chưa bao giờ tôi về quận Thủ Đức cả. Lần này là lần đầu tiên tôi về quận Thủ Đức, nó khoảng 8 cây. 8 cây là tôi tính ra buổi sáng tôi đi hết có 15 phút, mà buổi chiều về đủ má hết mẹ tiếng. Lần đầu tiên ra quận Thủ Đức. À, thế là bọn tôi đến cái chỗ studio gọi là Tích Tạc Toe. Đấy, xong lúc đến á, và tôi ngồi chờ, thì lúc đấy là đoàn có cơm sáng. À không, không phải, nó là bún thịt nướng sáng.
Không, tôi ngồi ăn thôi mà gãy con mẹ cái ghế các bạn. Con mẹ, thế thì đéo làm được. Tôi nhớ rằng cái cân nặng của tôi nó thoải mái lắm hay sao mà ngồi gãy mẹ ghế các bạn ạ. Tôi kiểu nói chung là tôi có thói quen là tôi từ ngày xưa tôi đi học thì tôi ngồi kiểu hay lắc này, bà mẹ ngồi gãy ghế được, tài thật, đéo hiểu luôn đấy. Trời đất ơi, thế là gãy mẹ ghế. Nhưng mà không sao, không phải để ghế này, người ta không bắt đền. Đây là phòng mà tôi ngồi chờ, đấy có sofa, đồ mà tuyệt vời. Rồi đây bên cạnh là phòng make up. Tôi với cả anh Quang Mocha và Bông Min với cả anh Khoa là đến sớm từ 6 giờ. Mọi người quay 6 giờ tối, không, 7 giờ tối, xong rồi mới về cơ. Lần đầu tiên đi quay TVC, nói chung là cũng trải nghiệm phết đấy. Đây có thánh đập thể make up các bạn ạ. Da trắng. À không, đây đây, cái chị make up chính của bạn make up phụ đấy. Bạn này cũng cô tay, xong tự nhiên đang make up cho tôi nhé. Không, bạn là người Bắc. Anh ơi, anh có ăn, có dưỡng cái gì không mà da anh đẹp thế. Damn bro, mấy ngày dạo này mình được khen hơi nhiều. You know what I'm saying bro, I feel kinda good huh? Đấy, thế là thế mình bảo không có chị ơi, da em nói thật là phải như da đít trâu ấy. Đấy, tôi không, tôi là một thằng ngày xưa da tôi phải trông gớm lắm. Xong rồi ví dụ bây giờ mà ai khen da đẹp tôi thích vãi luôn. Thì các bạn thể bảo tôi xấu được. Đấy, nhưng mà da tôi đéo đẹp thì cả đi phải vừa trộm vía cái. Chị khen xong buổi tối hôm qua đi tẩy trang xong lòi mẹ hai cái bụi to mẹ như cái đầu. Thế yêu hiểu luôn mà. Rỗi đeo cho bên này nè. Bà mẹ đi một ngày thôi, make up cái vừa được khen hôm trước đang sược về lên mẹ hai cái bụi đồ. Má cuộc đời này tàn mẹ rồi. Cày vai đều thể mọc mấy hai cái các bạn ạ. Tội thật. Thế nó chết đòn chứ. Đấy 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 các bạn mà nhỏ nhỏ cái đấy. Đây anh Khoa tôi xong rồi bông pin make up. Xong rồi bà tôi là make up cuối cùng. Con mạng trong tôi là các bạn. Đâu mà what the fuck is the style bro. Tôi không biết là the style nào. Đấy nhưng mà người ta bắt tôi mặc như này là đéo khăn nhưng mà mặc áo led đâu. Má Sài Gòn thì nóng. Cái nhà máy nó cũng nóng quá. What the fuck, I look kinda gay đâu. It's all good, it's okay. Ờ kìa, thì bây giờ người ta bắt mặc thế đây. Ở đây có đôn. Ở đây 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 anh Khoa, đây là cái outfit của anh Khoa nha. Đôn trên hết cỏ nha. Không, anh Khoa mặc thử xong chứ. Chị ơi, sao em thấy cái outfit này nó ngu quá. À, thôi chị stylist cũng khó sửa. Bảo em ơi, khách bắt mặc này anh chị không biết gì. Đấy, anh mặc xong anh ấy cũng hơi ý kiến tí bảo. Má trông em sao cái gì à? Đấy, tôi bảo là xong rồi chị bảo là không biết làm nào. Đấy, mặc xong anh Khoa hơi không thích. Hơi không thích mà trông nó cũng ok chứ, quần bò các kiểu. Đấy, trông không phải là I like your style tí thôi. Có bị nói spoil đồ không? Không, spoil gì quay đâu, chuyện khác vào đây chỉ là outfit thôi chứ nó làm gì đâu, còn làm gì đâu mà spoil. Tôi tính hết rồi. Đấy. Còn mãi thôi, PD mãi lấy rồi thì tôi nói kịch bản là quay cùng gì đâu. Đấy thì ở trong thì nó như này. Có mấy cái máy. Xong ở ngoài này nắng vãi lều thì. À, đầu tiên là kiểu được làm việc ở trong một cái gì? Cái gì mà nghiện? Trời ơi, đấy trong một cái studio ấy. Xong quay xong buổi sáng quay tầm 5 6 tiếng nhá. Má được ăn lần đầu tiên toàn cơm đoàn. Đâu. Đấy, ăn cơm đoàn lần đầu tiên luôn đấy. Lần trước là cũng đi quay SLI nhưng mà buổi trưa người ta ăn cái gì, ăn bún hay ăn gì ấy, ăn cơm đoàn ngon phết. Đấy, ăn cơm sườn. Đấy, có bát thịt kho mà tôi không thịt kho, tôi bảo thịt kho mỡ thế tôi đổi sang sườn tôi ăn. Tôi ăn một suất mà tôi vẫn còn thấy hơi đói. Thế tôi hỏi đoàn là nếu bây giờ hơi đói có được ăn thêm không ạ? Ôi em ơi thoải mái em ơi. Này em lấy đồ ăn cũng được, em không cần lấy cơm. No, man the best bro. Mà không biết là tại sao bình thường ở nhà em đẹp không đói đâu nhưng mà đi qua em đẹp đói thế. Hết con mẹ em hơi, tại vì cái bát này nó cũng bé, nó có to đâu. Đúng không các bạn? Đấy, một người bình thường thì ăn nó phải nhiều hơn nữa chứ. Đây con Chris nha. Đây con Chris nha. Sơ tùng. À, nhưng mà thôi. Đấy, thế thôi. Đấy, xong rồi đây là chụp ảnh trong mấy cảnh ở trong thôi. Nhưng mà tôi không quay clip gì cả tại vì là không còn kịch bản nữa. Nói chung là mình không spoil. Đấy các bạn đợi cái TVC nha. Đấy xong rồi quay xong đến hết buổi tối đúng không? Hê, tôi quay đóng vặt 13 tiếng đồng hồ. À, thế là sự nhân đoàn xách ra một cái xe phở với xe mì. Oh, that shit so good la. Thế là tôi đóng ngay bát phở xong tôi vẫn đói rồi đóng ngay thêm bát mì nữa. Xong tối tôi vẫn đi ăn với làng quỷ. Xong rồi tôi vẫn đi qua anh Độ, anh tôi ăn tiếp phát nữa. Con mẹ làm sao ấy đẹp ơi. Sao, bây giờ tính sao nè. Phải lều thật đấy chứ. Fuck, below luôn, ăn quá trời ăn luôn. Hơn mà mấy chỗ kia lớn lúc ở đây, anh Độ tôi không ăn nhiều. Lúc ở làng quỷ tôi chỉ ăn kiểu ăn hương, ăn hoa, ăn ngô xào, ăn khoai chiên các kiểu thôi. Không có tăng 4 cân, thề hứa cả các bạn luôn. Nói chung là đi quay mệt thì ăn là cần thiết.
À, đây có xe phở. Ui xịn không các bạn? Đâu, lần đầu tiên tôi thấy luôn, mang phở ra nấu, ăn phở ăn buổi tối. À, nhưng mà tất nhiên là trong Sài Gòn không có quẩy. Tôi hỏi bác là có quẩy không? À, không có, nhưng mà có tương đen. À. Đấy. Đây, cho công nhìn bát phở của tôi, bát phở, bát mì của chị Miu này. Ôi thật tuyệt vời, quay TV xong lại có phở của đoàn để ăn. What the fuck? What the fuck? Yo, là no onion. Ui, cho cái bát phở nó lạnh như Hà Nội những năm 50 là 40 vậy đâu. Không, 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 it's like, thật sự luôn. Mặc dù là ăn thì vẫn ngon, tôi nghĩ là như thế đấy. Nhưng mà tất nhiên tôi biết ở đây cũng có nhiều anh em ăn không hành. Nhưng mà thật sự rất là, tôi không nói về kiểu hương vị như thế nào. Nhưng mà trông cái bát phở thật sự luôn. Oh my god, yo. Đấy. What? Không đâu mà, không xúc phạm đấy nhá. Nhưng mà thật, đấy cả em mình trêu nhau gì đâu. Chàng mê gì? Trông đẹp ba, ôi vai lêu. Đấy, có anh nhím vào trong tim cũng không ăn hành nữa. Còn lại tôi hình như là tôi nhớ là ai ăn được hết. Như anh Độ nói là giống bát nước rửa chân á. Đấy nhá, nói thật nha. Đấy, em đép là chỉ quay thôi, em đép không đánh giá, không comment gì đâu nhá. Đây là các bạn trích lời thì các bạn trích ra đây. Trích lời thôi đấy nhá, đây tôi là không nói, không nói gì nhá. Không nói gì đâu đấy. Đấy, đấy là các bạn bảo đấy nhá. Không ý gì luôn. Đấy, xong rồi đớp xong rồi là tôi về khách sạn. Tôi tắm rửa, tôi thay quần áo. Thay quần áo xong con mạnh làm trông vãi cái đồ sexy chưa bro. Oh my, you know what I'm saying bro. I'm finna be like Justin Bieber bro. 10 more years. 10 năm nữa Justin Bieber, you know what I'm saying. Gay cái làm gì, sẽ mặc váy điên là đeo cái quần. Ê quần của tao chúng mày bảo váy. Đâu má nó có hóm kìa. Ezezo phi hợp gớt vào đầu má bảo cái váy không hiểu luôn. Nhìn kìa. Gay cái gì. Đâu má nghệ vác cái bro. Càng ngày càng gay. Nói thật cả bạn luôn, trông tôi ok, trông có thể hơi dẹo thôi, nhưng mà tính không bao giờ được. Không có ý gì luôn, trông vãi đâu mướt. Cái gì gọi đánh mất bản thân á. Nhiều lông ác. Ơ kìa, vãi cả lều. Đấy. Xong đi một lúc đi qua quán nhà gặp ngay ông anh Đô. Ngay gặp ngay ông anh Đô. Đấy, xong lên đâu nhở. Đấy, lên quán nhà hôm qua đi ăn với anh làng quỷ này. Ồ, có chị Thi các bạn ạ. Đấy, xong anh Khoa đến rồi, anh Khoa cũng vào mấy lon rồi. Anh Khoa bảo chứ, đấu mang. Nó có chị Thi, nó mới về. Ờ, không có nha. Tôi là ra là tôi muốn đi gặp cả anh em. Đấy, tôi nghe bảo là có anh Ma Kê Minh đây, ngồi xa là có anh Ma Kê Minh này. Đấy, có Hiền Muội này, có Panic này, có Lợi Lê này, có chú Nobi này, có Ba Tũn. Đấy, Ba Tũn, có mạng Ba Tũn trông bắp tay to vãi. Trên admin đéo biết rồi, chứ đôi khi mấy ông hồi GTA chửi nhau Ba Tũn mà vào đấm nhau, có mạnh Ba Tũn đấm nhau, có mẹ nhất người. Đấy, lúc sau chị Loan chị cũng ra này. Ma và Misa. À, quên mất. Ui, châu dấu Ma Dương vãi. Nhưng mà rất tiếc không phải. Đấy, Ma cái bình ở góc không. Có bạn kia là đang check điện thoại là bạn Misa. Đấy, đang ăn nhưng mà đéo hiểu sao. Tao cứ phải nghe kiểu gì bảo ôi, nọ có anh Ma Dương anh follow em. Đâu, con mạnh à, mày. Mới gửi thằng em qua với đấy một hôm mà về nó. Con mạnh làm tay máy nhanh thật. Đã thế đang ăn bố mẹ còn bảo chứ. Ôi anh ấy vừa thả tim em trong. Ôi con mày à mê. Sao nhờ. Vãi lều thật chứ. Tao ăn không yên ổn ha si ba. Đấy xong anh Khoa say anh cứ bảo ơi nhá. Em anh đẹp. Ôi giời ơi. Xong mọi người bảo đi Úc cùng nhau. Mà em làm tới cục cực thiệt chứ. Em anh đẹp và khác không có. Trời ơi. Nó học có tính ở đâu ấy. Đẹp ở tôi đẹp giờ thế luôn. Thế nhanh. Chưa bao giờ thế luôn. Chưa bao giờ luôn. À, đây là một lúc tôi cũng say vãi, tôi cũng uống một tí. Xong tôi gọi chị Linh Ngọc Đàm, bọn tôi gọi chị Linh Ngọc Đàm ra, anh Khoa cá và chị Thi. Bây giờ tao gọi con Linh ra, nếu mà nó ra mày mất gì. Đấy rồi chị Thi kiểu, ẩu má cái đứa mày gọi nó được đó. Má mày gọi được tao uống mày ly, ok hết ly đúng không. Đấy, thế là xong cuối cùng, xong gọi bà Linh bảo là bố mày, tao vừa. Đâu đúng cái giọng của bà Linh là, tao vừa tắm rửa tao lên giường rồi. Có mẹ chúng mày gọi cái gì ở muộn thế, đấy kiểu thế. Nói chung là tao có định ra đấy, nhưng mà bạn trai tao đang ở đây. Thôi để tao xin phát xem nào, để tao trình bày trước xem nào. Đấy, chỉ dừng lại đoạn đấy thôi, xong rồi biến mất hút luôn. Đéo thấy ảnh luôn, đâu mà. Đéo thấy ảnh luôn, chắc ở nhà ông anh Tài Loan mất tiêu luôn, đéo ra luôn. Thế mới buồn các bạn ạ. Đâu. Đấy, thế là cuối cùng hình như anh Khoa phải uống thì phải. Đấy, xong rồi ngồm lúc thì à đây, quên mất. Anh ấy mới tìm ảnh em. Ồ, hôm qua phát biểu chứ, tức là tự nhiên không hiểu sao. Không phải sao, cái này không biết xã giao là gì nhá. Nhưng mà cứ mỗi lần mà ai định mời mọi người ấy, bảo ok phát biểu thì Misa lên phát biểu. Các bạn biết hôm qua Misa phát biểu không? À, em chỉ nói em rất quý anh đẹp. Đâu. À.
Ma Dương ơi, nothing bro, it nothing bro, I'm saying bro, she's my sister, she's a little sister, okay? Đấy, cố tình là mượn gió là bể măng, tôi biết là Misa không ưa gì tôi đâu, nhưng mà cố tình nói thế thôi, tại chắc là biết là đợt này có anh Nam ha, mà anh Nam là em tao. À, tức là cái này là tính trong cái thuật toán của phụ nữ rồi, đấy em Nam xem nào, bây giờ người ta bảo là quý tao thế mà mày đéo đáp hộ lại được hộ tao thì thật sự luôn đó Nam ạ. Thật sự luôn, tao bảo tháng 7 người ta điếc đúng không? Bây giờ đúng không? Mày đang ở Sydney đúng không? Ví dụ người ta ở bang khác, mày em chuyển nhà luôn. Đấy, bảo bố mẹ nó đách thích đấy nữa. Đấy, bỏ học cưới vợ luôn. Mày em cái tầm tao nói thật là mày bắn VCT nhá, xong có người mang đồ ăn cho mày, xong thỏ thẻ vào tao mày. Anh yêu ơi, có đề nhẹ đâu mà phải cái đồ thịt ba dương. Đồ mà you think bro, đâu mà giọng nam nhá. Quận 4 ma nhà, đâu mà nhà mặc phố. You know what I'm saying bro. Oh, ma đang bắn VCT. Anh yêu phải cố lên. Nhớ nha. Khó nói à. Thế khó nói rồi. Đấy, bọn tôi ngồi quán nhà tí thôi. Xong rồi ngồi quán nhà xong bọn tôi qua cái ốc này. Gọi là cậu ốc New Seafood. Đấy. Xong ăn tí hải sản. Thế xong về. Hết rồi. Hết mẹ chuyến đi rồi. Thế thôi các bạn ạ.